Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục cập nhật về tình hình mới tỉnh thất Bồng Lai, tức là thiền am bên bờ vũ trụ. Hôm nay khởi tố điều tra 3 tội danh, trong đó có loạn luân ở tỉnh thất Bồng Lai. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Hôm nay là ngày 5 tháng 1, theo báo chí đưa tin, sau khi quyết định khởi tố vụ án, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra 3 tội danh ở tỉnh thất Bồng Lai, hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ. Thì chúng ta đã biết là trước đây cụ Lê Tùng Vân có nhiều những cái hành vi mà chính con ruột của mình là Lê Thanh Minh Tùng tố giác về cha của mình. Hiện tại thì công an đang điều tra về những tội danh sau đây. Thứ nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ quốc, cá nhân. Và cái tội nhiều nhất mà cộng đồng đang quan tâm đó là tội loạn luân, quý vị khán giả. Thì chúng ta cũng đã biết là trong thiền am bên bờ vũ trụ, trong đó có 3 cô gái mà trước đây thì quý vị khán giả thấy là có những cái thông tin đồn mà bên thiền am bên bờ vũ trụ là phủ định cái việc mà 3 người mẹ đã sinh 3 đứa con ở trong đó mà không có cha. Thì họ cho rằng là những người trong đó là chỉ là mẹ đỡ đầu. Nhưng quý vị khán giả đã thấy rồi đó, là Lê Thanh Kỳ Duyên sinh năm 1 cho quý vị khán giả, mỗi năm mỗi đứa. Thì trên giấy khai sinh của bé trong 3 trong 5 đứa thích thích danh hài đó quý vị khán giả, thì trong đó là 3 bé có mẹ ruột ở cùng. Nhưng ở thiền am bên bờ vũ trụ luôn lúc nào cũng nói đó là những đứa con mà mồ côi mồ cút, lừa đảo, lừa gạt lòng tin của nhân dân cũng như là cộng đồng mạng trong và ngoài nước, lấy đó là làm cái tình thương để mọi người thương quyên góp cũng như ủng hộ về tiền bạc. Thật sự là mẹ của bé vẫn có ở đó, và trên giấy khai sinh sau khi mà điều tra của công an tỉnh Long An thì chúng ta được biết là thông tin từ báo chí và cũng như là cộng đồng mạng không có hài lòng về cái vấn đề mà người mẹ sinh con mình ra mà không cho con mình gọi là mẹ mà phải gọi bằng thầy. Và trên giấy tờ thì giấy khai sinh đó là mẹ ruột nha quý vị khán giả. Nhưng mà cái người trong tỉnh thất Bồng Lai chia sẻ là mẹ đỡ đầu, cho nên là có chăm sóc giúp cho cháu là ăn học này kia nọ, nhưng mà thực ra đó là mẹ ruột chứ không phải là mẹ đỡ đầu, mà cũng không phải mẹ nuôi. Thì trước khi mà thi thách thức danh hài thì chúng ta đã được biết là thiền am bên bờ vũ trụ đã chia sẻ những cái thông tin đó là 5 đứa trẻ mồ côi. Mà từ đó về sau, khi mà những cái thông tin lùng sục về những đứa bé như vậy là không phải là trẻ mồ côi, thì quý vị khán giả cũng biết là cách đây 2 năm về việc anh Nguyễn Xin, ảnh cũng đã chia sẻ những cái thông tin này và ảnh lấy những cái bằng chứng cứ mà lúc đó thì cộng đồng mạng hầu như là có hai bên phe phái đối nghịch nhau quý vị khán giả. Một số thì ủng hộ bên thiền am bên bờ vũ trụ, còn một số thì là chỉ trích về vấn đề đó, nhưng mà không có cái kết quả. Sau thời gian 2 năm thì hôm nay tỉnh thất Bồng Lai sau một cái thời gian dài bên phía công an điều tra tới ngày hôm nay thì thực sự là họ có tội hay không. Cho nên là chúng ta biết là có tội thì mới là khởi tố, còn nếu mà chúng ta là không có tội thì làm sao mà dám mà khởi tố được quý vị khán giả. Cho nên là hiện tại thì khẩn trương điều tra 3 tội danh tại tỉnh thất Bồng Lai. Quý vị khán giả cũng biết là lừa dối nhân dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do và xâm phạm lợi ích của nhà nước. Và sau đó là cái tội danh loạn luân, thì quý vị khán giả thấy ở đây không phải là nói khơi khơi mà có công an điều tra và báo chí đưa tin đàng hoàng. Như vậy thì trước đây quý vị khán giả cũng đã biết là cụ Lê Tùng Vân đã có 7 người vợ, nhưng mà cụ đã khẳng định là trước giờ
cụ không có vợ và không có con. Và tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã biết rồi đó, là những cái thông tin tràn ngập trên báo chí cũng như là hiện tại thì cộng đồng mạng đang quan tâm. Và gần đây thì Lê Thanh Minh Tùng là con của cụ Lê Tùng Vân cũng đã live stream với bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng vạch trần sự thật tội lỗi của cha mình. Và quý vị khán giả thấy là ba cái người phụ nữ ở trong tỉnh Thất Bồng Lai mà sòn sòn năm 1 là đẻ năm 1. Như vậy thì ở trong tỉnh Thất Bồng Lai không có lọt ra cái người đàn ông nào bên ngoài, và họ cũng là cạo đầu và họ không đi ra ngoài. Thì thử hỏi đi, chẳng lẽ phụ nữ tự sinh được quý vị khán giả? Một mình không làm nên lịch sử, chỉ có những người trong đó thì có trai có gái có, và không có những cái người khác lọt vào. Thì thử hỏi đi, ba người phụ nữ trong đó thì tiếp tục sinh năm 1. Như vậy thì ai ở trong đó? Mà trước đây thì có nhiều người bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều người phản bác dữ dội, và hầu như là họ không có đồng tình, nói là nơi đây là tu hành. Thì cho đến ngày hôm nay, thực sự là những cái thông tin những người trước đây đã binh vực thiền am bên bờ vũ trụ đó quý vị khán giả, thực sự bây giờ họ cảm thấy là cái điều mà thiền am bên bờ vũ trụ lừa dối họ quý vị khán giả. Tại vì nhiều cô chú bác cộng đồng mạng và nhiều người mạnh thường quân đã từng hỗ trợ cho thiền am bên bờ vũ trụ, họ nói bây giờ cái thông tin này là bây giờ thiền am bên bờ vũ trụ là lừa dối họ từ bấy lâu nay, lầm tưởng cứ ngỡ đó là nơi tu hành và cứ ngỡ nơi đó là trẻ mồ côi. Cho nên là họ vì cái lòng thương và họ có những cái tình cảm dành cho những đứa trẻ thật sự, cho nên là họ quyên góp giúp đỡ, cũng như là tất cả những cái lời phản bác lại phía đối phương để là bảo vệ thiền am bên bờ vũ trụ. Cho tới ngày hôm nay thì nhiều mạnh thường quân cũng như là nhiều bà con trước đây đã tin tưởng thiền am bên bờ vũ trụ, bây giờ mới là ngã ngửa ra câu chuyện mà từ trước tới đây họ luôn thương yêu, họ luôn dành tình cảm cho thiền am bên bờ vũ trụ, mà chính họ là cái người mà bị những người trong thiền am bên bờ vũ trụ lừa họ trong suốt cái thời gian dài quý vị khán giả. Và công an ở Long An cũng đã xác minh những người trong thiền am bên bờ vũ trụ 18 người, và trong đó là họ là có họ hàng huyết thống với nhau. Và cụ thể là ba người mà đã sinh ra những bé gọi là trẻ mồ côi đó, thực sự đâu phải là trẻ mồ côi đâu quý vị khán giả. Trên giấy khai sinh là có mẹ đàng hoàng mà, đâu có ai cho, mà đâu có sinh từ bệnh viện nào đâu, đâu có giấy xác nhận, nhưng mà họ vẫn nói là họ là trẻ mồ côi. Lúc đầu thì nói là lụm những cái đứa trẻ này ở đâu đó, và sau này thì nói sinh, nhưng mà thực sự đâu có chỗ nào mà người ta cho đâu mà sinh. Cho nên là những đứa trẻ này sinh ra trên giấy khai sinh của các bé là có mẹ đàng hoàng, nhưng mà trong giấy khai sinh thì không có để cha đó. Thì hôm nay báo chí cũng như là công an đã là chia sẻ với báo chí quý vị khán giả thấy là hôm nay là ba cái tội danh xảy ra, mà trong đó là có loạn lưng. Như vậy thì cái tội loạn lưng này là ai? Thì chúng ta đã thấy rồi đó, bây giờ không còn binh vực nữa, nhất là những người mà đang phản động, những người mà có những cái hành vi và những cái lời mà phản động trước đây đó quý vị khán giả, nhất là qua những cái kênh YouTube. Cái cô nắm móc hiện tại thì đang ở bên Mỹ đó quý vị khán giả. Trước đây cô này cổ nói những lời lẽ thật sự là khó nghe đối với các bậc thầy chân tu ở Việt Nam, và cổ sẵn sàng đối đáp. Như vậy thì hiện tại không biết là nắm mốc chạy khỏi Việt Nam để đi sang Mỹ bằng cách là chúng ta thấy là một cái con người nếu mà yêu nước, yêu dân thì không là phản động như vậy. Và hiện tại thì chắc có lẽ là nhiều người cũng đã từng binh vực thiền am bên bờ vũ trụ và có những lời lẽ, những cái lời mà phản kháng lại hết sức là mãnh liệt. Tới ngày hôm nay thì không biết họ có đi làm cực khổ, cắm đầu cắm mặt ở bên Mỹ để gửi tiền về cho thiền am bên bờ vũ trụ hay không. Đó là nắm móc hay quý vị khán giả? Tại vì trước đây nắm móc nói dữ lắm, cho nên bây giờ sự việc đã xảy ra như vậy, bản thân nắm móc sang bên Mỹ lo còn chưa xong. Như vậy nắm móc có lo được cho thiền am bên bờ vũ trụ thì phải ra tay, cũng như là đi làm sắp mặt để gửi tiền về tiếp tục cho thiền am bên bờ vũ trụ. Và trong suốt thời gian dài, họ đã lừa dối cộng đồng mạng, lừa dối
những mạnh thường quân mà nói những trẻ mồ côi. Thật sự quý vị khán giả thấy rồi đó, bây giờ điều tra và hiện tại là công an cũng đã điều tra 3 tội danh. Quý vị khán giả thấy là báo chí đưa tin rần rần. Như vậy những người mà trước đây đã từng bị Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ lừa gạt suốt một cái thời gian dài như vậy, quý vị khán giả, họ bây giờ họ hết sức là bất ngờ. Vì trước đây thực sự có hai phe đối lập, họ là binh vực Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, nhưng mà họ cho rằng là nơi đây là tu hành, thật sự tu hành mà đẻ sòn sòn các bạn ơi, mỗi một năm đẻ một đứa đó, gọi là thầy, gọi là ni cô, ở trong đó thì cạo đầu xuống tóc, nhưng mà năm nào cũng đẻ hết. Như vậy thì thử hỏi đi, người đàn ông nào lọt ra bên đó? Thì trước đây dư luận cộng đồng mạng cũng đã quan tâm tới vấn đề này rồi, cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà bị ai mà nói lên cái quan điểm cá nhân của mình chia sẻ lên thì bị đâu đó nhiều người họ chửi lại sắp mặt quý vị khán giả. Thì hôm nay công an đã chia sẻ và báo chí pháp luật cũng đã chia sẻ về vấn đề này. Hiện tại thì đang là điều tra về những cái tội danh này, trong đó có loạn lưng. Thì thử hỏi những người hiện tại mà đang binh vực Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đứng ra sẽ bảo vệ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nữa không? Đó, bây giờ thông tin báo chí công an thì bây giờ tất cả những người đó đứng ra để là minh quang cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đối lập với công an và đối lập với báo chí, và những cái thông tin binh vực hoặc là có những cái biện minh nào cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nữa hay không thì không biết. Hay là họ đang ấm ức về vấn đề này, tại vì trước đây là tin và yêu thương Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, cho nên có những cái sai lầm mà trước đây Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã khiến cho họ phải là theo và đồng thời là binh vực, cho tới ngày hôm nay thì ngã ngửa. Quý vị khán giả, thật sự con trai của mình là Lê Thanh Minh Tùng đã là lên sóng live stream với danh nhân Nguyễn Phương Hằng, đã tố giác người cha ruột của mình, đó là ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì con ruột đã tố cáo tại vì Lê Thanh Minh Tùng đã từng sống trong cái ngôi nhà đó và lớn lên, cho nên chứng kiến được nhiều cảnh mà làm trái với pháp luật của người cha mình. Cho tới một ngày mà Lê Thanh Minh Tùng lên sóng live stream với danh nhân Nguyễn Phương Hằng, quý vị khán giả cũng đã biết rồi. Và cách đây cũng không lâu thì danh nhân Nguyễn Phương Hằng đi xuống tận nơi ghé thăm Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Nhưng mà cái ngày hôm đó quý vị khán giả cũng đã biết đó, là không thể nào mà chen lấn được. Và cả hàng ngàn YouTuber cũng như là người dân hiếu kỳ đi đến đó. Nhưng mà cuối cùng danh nhân Nguyễn Phương Hằng tới được chạm cửa thôi, chứ không thể nào mà tiếp xúc bên trong được. Và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ cũng không mở cửa cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng vào. Và có những cái cá cược thật là lớn lao quý vị khán giả. Danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng cá cược là cho luôn 41% cổ phần của công ty của bà Phương Hằng. Nhưng mà ông Tùng Vân vẫn không dám đi thử xét nghiệm ADN. Thì theo bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ đó, bây giờ 10 người, trong danh sách 10 người sẽ đi xét nghiệm ADN. Nhưng mà cuối cùng thì bên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là chạy thoát với vị khán giả, nói là không có việc gì phải là đi xét nghiệm ADN. Và tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả chắc có lẽ là không còn nghi ngờ gì nữa. Khi mà công an đã vào cuộc thì người ta đã theo dõi trong suốt cái thời gian dài, chứ không phải nói là khơi mà tố giác được và khơi mà điều tra được quý vị khán giả. Như vậy trong suốt thời gian dài công an đã theo dõi thì hôm nay chính thức là điều tra về những tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân, và cái tội nặng nữa đó là cái tội loạn lưng quý vị khán giả. Đó, thì bây giờ những chàng trai lực lưỡng trong Thiền Am Vũ Trụ đây, xem ai là người loạn lưng. Thì bây giờ 18 người trong này là điều tra những cái tội danh này thì bây giờ sẽ hốt hết. Rồi đây, ai sẽ là những người mà sẽ là gỡ lịch từ tờ hay quý vị khán giả? Xem coi trước đây là họ nổ mà tu hành, tu tại gia, đó, tu hay không, mà lúc nào tu mà con cũng đẻ ào ào hết trơn quý vị khán giả. Thật sự là tội cho các bé. Năm đứa bé đó quý vị khán giả thấy là nó không được một cái giờ phút nào để gọi mẹ ruột bằng mẹ, mà gọi bằng thầy,
rồi xưng xưng hô là sư cô sư thầy, không tự xưng hô, mà không hiểu vì sao để là lừa dối cộng đồng từ trước tới nay, chứ không phải là mới đây. Quý vị khán giả vẫn theo cái mắt là cạo đầu mặc áo tu, nhưng mà đẻ như vậy thì quý vị khán giả thấy là không có một người đàn ông nào lọt vào, thì bây giờ là chỉ có những người trong đó thôi. Hôm nay báo chí cũng như là công an đã đưa ra những cái tội danh, trong đó có loạn luân, thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi. Thì những người chàng trai trong đó họ sẽ là ai? Cụ Lê Tùng Vân hay là ba chàng trai lực lưỡng trong đó? Quý vị khán giả thấy là Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của cụ Lê Tùng Vân mà ra khỏi cái nơi đó rồi, bây giờ họ đã có ăn có học đàng hoàng, cho nên chính vì vậy Lê Thanh Minh Tùng thấy người cha của mình đã quá tội lỗi, đã quá sai lầm, cho nên là chính Lê Thanh Minh Tùng là con ruột mà đã tố cáo cha mình. Thì cái việc đó quý vị khán giả thấy là trong cái thời gian dài, thậm chí là lừa dối pháp luật luôn, lừa dối cộng đồng mạng, đấy là trẻ mồ côi. Mà tại sao không nói là trong giấy khai sanh là ba cái người phụ nữ trong thiền am bên bờ vũ trụ là sinh ra những cái đứa trẻ đó? Tại sao không nói mà lừa dối cộng đồng mạng, lừa dối mạnh thường quân cũng như là nhà hảo tâm để lấy lòng tin và tình yêu thương để họ quyên góp tiền bạc cũng như là ủng hộ thiền am bên bờ vũ trụ? Các bạn đi làm thấy cực khổ vất vả gửi đồng tiền về, mà bên đây họ đâu có làm gì, họ hưởng được những cái số tiền đó, họ mua xe hơi đắt tiền họ đi nè, họ ăn sung mặc sướng nè, đó, họ có những cái hoạt động gì đâu đó. Sau này thì nổi lên cái YouTube thì họ làm YouTube họ kiếm tiền là đồng ý, nhưng mà trước đó thì quý vị khán giả thấy là tiền bạc bao nhiêu người ủng hộ bên thiền am bên bờ vũ trụ, và thực tế ngày hôm nay thì tất cả là ngã ngửa quý vị khán giả. Trên thực tế thì những cái đứa trẻ mà sống trong cái hộ của bà Cúc đó thì có mẹ, chứ đâu phải là trẻ cơ nhỡ lang thang không nơi nương tựa đâu. Hiện tại thì có 18 người cư trú trong đó, trong đó có 6 trẻ em có mẹ ruột cùng tạm trú nơi đó. Như vậy thì 6 trẻ em ở đâu mà ra? Ở đâu mà ra quý vị khán giả? Trong thời gian qua bị cái nơi đây là lợi dụng danh nghĩa là nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa, kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ để nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và xã hội. Đó là chúng ta cũng đã biết rồi đó, làm cho có nhiều cái diễn biến phức tạp ở nơi đây đó. Lúc đầu thì nhiều người chưa hiểu rõ được vấn đề và bản chất, nên là cộng đồng mạng ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai. Tới ngày hôm nay thì bây giờ công an báo chí đang vào cuộc điều tra và họ đã đưa ra những cái thông tin rồi đó. Đó, những thông tin mà ba tội danh điều tra đó, trong đó có loạn luân. Thì bây giờ những người mạnh thường quân cũng như là những người mà trước đây từng chửi bới lại những người mà đưa ra lẽ phải thì không hiểu bây giờ họ cảm thấy hối hận cái lời nói của họ chưa. Đó, thì quý vị khán giả cũng biết là nhiều lần nhắc nhở và nhiều lần lên tiếng, nhưng tới ngày hôm nay thì chắc không còn gì nữa rồi. 18 người trong này là một số người đó rồi sẽ đi vào nhà đá bốc lịch theo quý vị khán giả. Mai mốt rồi ngỡ ngàng, trời ơi ngày xưa sao mà tôi tin thiền am bên bờ vũ trụ dữ vậy trời, tôi tiền bạc cho tới là tất cả những gì ủng hộ, cho tới ngày hôm nay mới ngã ngửa ra là thiền am bên bờ vũ trụ lừa gạt khán giả, lừa gạt cộng đồng mạnh thường quân trong suốt cái thời gian dài. Thì hôm nay cái việc mà loạn lưng, liệu các bạn đã từng ủng hộ, các bạn có chấp nhận được hay không? Đó. Hay là những cái sai trái mà loạn lưng các bạn thấy bây giờ các bạn hối hận? Đó, cái sự lừa đảo trắng trợn trong suốt cái thời gian qua mà có hai phe đối lập. Trước đây là anh Nguyễn Xin, anh đã tìm ra những cái chứng từ cũng như là đưa ra cái giấy khai sanh đó quý vị khán giả. Có những cái bản sao mà cộng đồng mạng trời ơi chửi tới tấp quý vị khán giả ơi. Bên cạnh đó thì nhiều thông tin tố cáo về những người mà nhận trẻ nuôi ở đây, thực sự là đâu có nhận nuôi đâu đó, lừa đảo quan hệ với trẻ vị thành niên bị tâm thần này kia nọ. Trước đây là có những cái thông tin phức tạp của cụ Lê Tùng Vân như thế đó. Thì sau này quý vị khán giả thấy là cơ quan chức năng cũng như là công an tỉnh Long An đã là có những cái thông tin phản ánh gửi đến công an tố ông Lê Tùng Vân với nội dung là tương tự như trên đó quý vị khán giả. Thì hiện tại quý vị khán giả
đang theo dõi câu chuyện này chắc có lẽ là trước đây họ cũng đã từng binh vực, cho nên tới ngày hôm nay thì nhiều người cũng chia sẻ là họ đã hối hận rồi, họ đã không còn tin tưởng nữa và họ đã bị thiền âm bên bờ vũ trụ lừa dối họ trong suốt cái thời gian dài. Quý vị khán giả, họ trục lợi cá nhân thôi, chứ bây giờ là họ đâu có tu hành gì đâu, tu nhà sư mà đẻ liên tục. Như vậy thì quý vị khán giả thấy là nhà sư đó có xứng đáng để nhà sư tu hành hay không? Nếu mà tu hành thì liên quan gì tới là tình ái đấy quý vị khán giả, kể cả tình dục, đẻ son son, một năm đẻ một đứa, một Nico mà một hai năm đẻ hai đứa, thì quý vị khán giả thấy cái điều đó là trắng trợn rồi mà vẫn nhiều người vẫn tin tưởng thì không hiểu nổi. Và trước đây em vợ của cụ Lê Tùng Vân cũng đã đứng lên nói về vấn đề này, chính là em vợ nha, tại vì chị ruột còn sống ở trong đó, là vợ của cụ Lê Tùng Vân còn sống trong đó, và thậm chí những chàng trai trong đó là cháu ruột của họ, cho nên là họ biết là người nhà, cho nên là họ nói không có được. Cho nên cuối cùng là em vợ đứng ra phơi bày sự thật và trước đây, nhưng sau đó là cũng bị một số thành phần trong cộng đồng mạng đã binh vực thiền am bên bờ vũ trụ và đã dập tắt và chửi te tua. Nhưng mà quý vị khán giả, trong suốt thời gian dài tới ngày hôm nay thì ngã ngửa rồi ha, chắc không còn gì để nói nữa. Sau thì cái vụ mà nổi trội nhất là vụ con bé Diễm My đó quý vị khán giả, vụ mà tình hình con bé Diễm My, con của ông Thắng với bà Mai, trốn xuống đó tu hành đó quý vị khán giả. Thực sự hơi nhiều cộng đồng mạng nói Diễm My nó xuống đó hả, năm sau ông Thắng với bà Mai sẽ ôm cháu ngoại về mà nuôi đó. Thì quý vị khán giả thấy là người con trai ruột của cụ Lê Tùng Vân, đó là Lê Thanh Minh Tùng, cũng đã chia sẻ nói là cụ Lê Tùng Vân rất là nhiều vợ và nhiều con, và thậm chí rất là mê gái, nếu thấy gái đẹp là cụ lại mê. Đó là con ruột của mình chia sẻ mà. Sau đó thì quý vị khán giả nói là Lê Thanh Minh Tùng là những cái người là không đàng hoàng, không trung thực, tại sao con ruột mà lại tố cha mình đó. Thì lúc đó cộng đồng mạng nhiều người cũng không có đồng tình với anh Lê Thanh Minh Tùng là tố cha mình là có những cái hành vi tồi bại như thế. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay thì công an đã điều tra rõ rồi. Bây giờ là báo chí cũng đưa tin đó, những cái tội danh đó thực sự đưa ra báo chí thì không phải là dễ dàng đưa ra nha quý vị khán giả. Khi mà có công an điều tra và có những cái thông tin mới đưa ra báo chí, chứ không phải dễ dàng mà nói con người ta là cái tội là loạn luân là được. Cho nên quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của thiền am bên bờ vũ trụ về vấn đề này, thì xem ai là cha ruột của những đứa bé đó, thì xét nghiệm ADN hay là bằng cách nào, thì sau đó là công an họ điều tra sẽ rõ ha quý vị khán giả. Cho đến ngày hôm nay thì khởi tố không phải đơn giản giống như là từng khởi tố bắt tạm giam đối với những người mà hành hạ trẻ em, giống như là vụ bé 8 tuổi đó quý vị khán giả, Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đó quý vị khán giả, thì có tội mới khởi tố chứ. Còn bây giờ thiền am cũng song song với vụ này, cũng đang khởi tố thiền am bên bờ vũ trụ ha quý vị khán giả, đã khởi tố trục lợi tôn giáo, từ thiện đi trục lợi cá nhân, và đồng thời trong đó có tội loạn luân nha quý vị khán giả. Thôi thì Phương Văn xin phép chia sẻ những cái thông tin tới đây, và mong rằng là tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi, dù cho thương hay là ghét, hay là mình đang ủng hộ thiền am bên bờ vũ trụ, thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả hãy lắng xuống và hãy chờ đợi công an tiếp tục điều tra sự việc tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị khán giả đăng ký và theo dõi video tiếp theo nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.